Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thành Easy đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series, đó chính là Diamond Gua nha anh em ơi. Và nếu anh em là thích hãy để lại cho mình một like nha, một comment và một chia sẻ. Chúng ta có phiên bản mới 1.7.91 và cập nhật thêm Diamond mới anh em ạ. Link tải tựa game này, phiên bản cập nhật mình sẽ để dưới phần comment nhé. Thì anh em có thể mua trong shop tất cả những quả trứng xịn sò. Đấy, có quả trứng mới, có Makalist và Cone Bass S, Water Dragon hay cái gì đó nhỉ? Diamond này, Dax này. Nhiều thế nhỉ, Gold này chúng ta bây giờ tôi mới có. Con nước à? Con này tôi có rồi sao phải không? Hay là con mới nhỉ? Hay là nó có dạng trứng nhỉ? Nhìn nó đẹp hơn thôi. Water Baby. Con này có rồi, nhưng mà nó có quả trứng mới nhìn trông rất là đẹp. Phải nói là quả trứng mới rất là xịn. Ok, con này có rồi phải không? Mình có con rồng nước rồi. Nó có tiến hóa dạng lên nào mới mẻ không? Không, có lẽ là không anh em. Con này có. Uầy. Tiến hóa dạng mới ạ. Ui đẹp thế. Con này đẹp quá anh em. Con đẹp quá. Ớt cho con rồng đất à? Con này nó sẽ khắc chế lửa. Đấy, lửa bóng đêm và cái này. Ok. Con này khắc chế nước và cái này. Ok rồi. Mình nghĩ là cái đội hình này bá đạo đấy anh em ơi. Con kia mai review nha. Mỗi ngày review một con thôi. Anh em review nhiều quá loãng à. Nó nhảm à. Vì thế mỗi ngày mình review một con duy nhất thôi anh em nhá. Một bé duy nhất. Không review nhiều. Review nhiều nó không có tác dụng gì, thật sự. Power Piper, Focus Fungus, thêm một ít Heal Spray. Là đẹp. Đấy, như này là có đẹp dành cho chúng ta rồi. Discuss Antidor. Nói chung là đủ các thể loại. Chúng ta có cái gì thì mình hoàn toàn có thể mang đi được. Ok anh em, bây giờ sẽ vào đấu nha. Còn một hit đấm chết luôn không nhỉ? Cái chiêu một hit đấm chết luôn nó hơi bị bá quá. Thành ra là tôi không thích cái chiêu một hit đấm chết luôn lắm anh em. Cho đánh nó kiểu muốn đánh từ từ ấy. Chứ một hit đấm chết luôn thì lửa, lửa nước khác hệ rồi, ngon rồi. Hãy để cho tôi đấm tí. Ok. Rồi bạn ơi. Úi, đẹp chưa anh em? Chưa từng con nào đẹp này đúng không? Đẹp mắc mà anh em. Khỏe phết đấy. Không yếu đâu. Rồi rút đấm nhau luôn. Funens thì có ăn thua gì đâu. Mình khắc hệ là mình vẫn đấm nó thẳng mồm luôn. Không quan tâm luôn. Không quan tâm đến tương lai, không quan tâm tới ngày mai luôn. Dùng chiêu nào cũng được anh em. Rồi. Làm gì làm, mình có thể búp công cho này cũng được. Nó sẽ búp công lên cho nó nha. À, như này là đẹp. Như này là quá đẹp để tấn công nó rồi anh em. Chết luôn. Úi giời ơi, có thử sức mạnh của con mới xem như thế nào thôi. Tôi còn một con rồng đất nữa. Anh em cứ bình tĩnh. Chúng ta sẽ review hết tất cả cho anh em ha. Pokemon mới xịn lâu lắm rồi nó mới update cho chúng ta thêm hai con Pokemon mới này thì quá ngon. Ok. Không đánh hay là ấy thì thôi thua đi còn gì. Mất thời gian quá. Mất thời gian quá anh em.
Ok. Thì mình sẽ để link tải luôn dành cho anh em nhé. Anh em update thoải mái phiên bản đều được. Nó rất là ngon. Tôi phải nói anh em rất là ngon luôn. Ok anh em. Hello. Oh. Được anh em, do có chiều mưa này anh em. À, bình tĩnh bạn ơi. Ôi như con này vẫn có chiều đấm phát chết luôn thì phải anh em ạ. Cũng chiều đấm phát chết luôn ha. Con này không có chiêu đấm phát chết luôn rồi. Ok. Nó chắc là toang luôn rồi anh em. Con này không có chiêu à, hết chiêu à. Con Tyranid này có chiêu đấm phát chết luôn, kinh phết nhỉ. Rồi mình vẫn còn cái chiêu đấm phát chết luôn này anh em ạ. Kinh khủng thế quá. Rồi ok anh em. Để hoặc là mình mang ba con này đi cũng được. Nếu muốn chiến thắng tuyệt đối thì mang ba con rồng 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 ấy đi. Nếu muốn chiến thắng tuyệt đối thế thôi. Vẫn có cái đấm phát chết luôn nha anh em. À, thì mang hai con này đi trước. Rồi. Tôi vẫn còn một con này nữa. Tiến hóa luôn. Nó nhìn nó sợ luôn anh em ạ. Nếu nó mang theo ba con thì nó cũng quỷ. Thật ra mình mắc rank rồi mình lên hoặc là xuống thì mình cũng không quan trọng lắm đâu. Mình muốn thắng anh em ạ, muốn thắng tuyệt đối à. Nhìn phát là choáng ngay. Naruto. Phiên bản này rất là ngon là bị không bị reset anh em ha. Tuyệt vời luôn đấy. Gặp ngay team này thì một hit rồi. Cười cho nó gọi là chúng ta đúng là kẻ phản diện anh em ạ. Đây khả ái và ngây ngất lòng người. Đấy đấm dê. Thôi nghỉ thôi. Này không chửi nhau được anh em, không chat để chửi nhau được. Hay không gặp lại thành thanh niên kia nhỉ? Hơi buồn anh em ạ. Con này kia mình còn chưa test chiêu mưa. Thật ra không cần test đâu, tôi sẽ có thể là vào cho anh em xem luôn con đấy. Nó như thế nào? Ok. Hồi máu đấy. Arena có dòng mưa này, có chiêu mưa anh em ạ, là một chiêu mới. Improver attack và aiming mình cũng như là tăng tăng công và tăng khả năng chính xác cũng như là hồi máu khá khỏe. Rồi xin chào và link tải để nhớ để phía dưới nha.